Chào mừng quý chị và bạn đã quay trở lại với channel của mình, và mình là Kim Motun. Ở clip hôm nay thì mình sẽ cho anh em đi chơi thay đổi gió. Thì hôm nay là ngày 15 tháng 4, tức là mình đã giãn cách xã hội được 15 ngày. Do là giãn cách xã hội lâu ngày trong nhà nên là hôm nay là mình sẽ cho anh em đi thay đổi hóng gió và đi ngắm khung cảnh xung quanh ở đây một vòng. Đó, thì anh em để thấy là mình đang thực hiện rất tốt cái việc là giãn cách xã hội. Mình ở một mình một khoảnh này, rất là rộng. Đó. Ở khu vực chỗ này rất là đẹp. Đó, ở phía đằng xa kia là người đang đi lại. Và để chúng ta di chuyển được trên những cái quãng đường hoạt động hàng ngày thì chúng ta sẽ phải nhờ đến những cái đôi lốp kia. Thì anh em cũng biết là những cái đôi lốp kia ở trên những cái chiếc xe của chúng ta, nó sẽ là cái phần duy nhất để tiếp xúc xuống mặt đường, để những cái chiếc xe của chúng ta vận hành một cách là êm ái, cũng như là đi những cái cung đường là sóc hay là những cái đường mà phẳng đẹp, thì chúng ta sẽ phải đi trên chính những cái chiếc lốp như kia. Và cái chiếc lốp kia cực kỳ là quan trọng đối với cuộc sống của chúng ta hàng ngày khi mà điều khiển những cái chiếc phương tiện như những cái chiếc xe máy của chúng ta nói chung ở đây. Thì anh em biết là Việt Nam mình là một nước đang phát triển và có tỷ lệ số xe máy cao, gần như là cao nhất trên thế giới hiện nay. Thì cái số mật độ xe máy cao như vậy thì thường là anh em là hay để ý xem là những cái xe này có phân khối bao nhiêu, hãng nào sản xuất. Nhưng mà ít ai để ý đến là những cái lốp kia nó sẽ có những cái thông số như thế nào, và những cái thông số đó nó sẽ quan trọng đối với chúng ta ra làm sao. Và ở clip này thì mình sẽ đi và chia sẻ những cái phần thông số ở trên những cái lốp chiếc xe máy của chúng ta đi hàng ngày. Và trước khi đi vào xăm soi các cái thông số kỹ thuật trên cái lốp này thì mình sẽ quay cho anh em coi một vòng. Thì thường ở trên những cái lốp này thì chúng ta sẽ thấy là cái tên thương hiệu cũng như là cái thông số lốp ở đây, và cách bơm hơi và các cái thông số khác nữa. Thì bây giờ là chúng ta sẽ đi vào xăm soi các cái thông số lốp ở trên những cái chiếc xe phổ thông của chúng ta hiện nay ở đây, xem là những cái thông số này nó sẽ nói lên cái điều gì. Và bây giờ là chúng ta sẽ đi và tiến hành đi xăm soi các cái thông số ở đây. Thì trước tiên là anh em sẽ để ý cho mình ở đây là có chữ IRC, nó là tên của một cái thương hiệu sản xuất cái lốp này, nó là công ty IRC ILU đó. Và ở trên này nó sẽ có thêm một số các cái thông số khác. Thì bây giờ là mình sẽ quay đến những cái thông số khác. Và tiếp theo là anh em sẽ nhìn thấy cái số 100/80-16M/C 50P ở đây. Thì anh em có thể hiểu là cái số 100 ở đây nó sẽ làm tính theo cái bề ngang là 10mm, tính từ cái mép lốp bên này đến cái mép lốp bên này nó sẽ là 10mm. Và cái phần sidewall nó là cái số 80 ở đây, nó sẽ là bề cao của cái lốp xe, nó sẽ là 80. Thì anh em sẽ có cái công thức tính như thế này, là 100 mà nhân với 80 thì nó sẽ là cao là 800mm. Thì có nghĩa là tính từ cái bề mặt mép vành ở trong này, nó sẽ là cái mép lốp, tính từ đây mà lên đến đỉnh lốp này nó sẽ là cao 8cm anh em nhé, hay còn gọi là 8mm đó. Và cái size của cái vành này nó sẽ là size 16 inch. Thì mỗi một inch thì anh em sẽ nhân mấy lệ 2,5cm đó, thì nó sẽ ra là cái vành này nó sẽ có kích thước là rơi vào tầm khoảng 45 phân gì đó, tính từ bên này sang cái mép vành bên kia đó. Và ở đây nó sẽ có chữ M trên C. Thì chữ M trên C này nó sẽ là chữ viết tắt của motorcycle. Và ở đây nó sẽ có số là 50 ở đây. 50 là cái tải trọng chịu đựng của cái lốp này. Và cái 50 này nó sẽ theo cái quy ước bằng quy ước chuẩn quốc tế thì nó sẽ là rơi vào là 190kg. Cái tải trọng hàng hóa cộng mấy người cộng mấy cái xe này khi nó đè được cái lốp này, cái lốp này nó sẽ chịu được là 190kg. Thì có xe thì nó sẽ ghi là 49, có xe là sẽ ghi là 48. Ví dụ như xe này của mình ghi là 50 thì nó sẽ chịu được là 190kg. Còn xe của bạn mà ghi là 49 thì nó sẽ chịu được là 185kg. Thì mỗi một số này lệch nhau nó sẽ trừ đi 5kg đó.
Và cái chữ P ở đây, cái chữ P ở đây có nghĩa là cái tốc độ cho phép khi mà cái bánh này nó chạy được tốc độ tối đa. Đối với cái xe này và cái lốp này nó sẽ chịu được cái tốc độ tối đa là 150 km trên một giờ. Đó. Nếu như xe của bạn chỗ này nó sẽ ghi là chữ L thì đồng nghĩa việc như vậy nó sẽ chạy được tốc độ là 120 tối đa. Hoặc là ghi chữ G thì nó sẽ chạy được là 100 km trên giờ. Đó, đây là cái thông số của nó. Còn nếu như cái xe của bạn là những cái chiếc mô tô phân khối lớn, những cái xe sport đó, thì có thể là nó sẽ ghi chữ H hoặc là chữ V. Nếu như trên xe của bạn ghi chữ H thì nó sẽ chạy được là 200 km trên giờ. Còn nếu như cái chữ P ở đây mà trên xe của bạn nó ghi là chữ V thì nó sẽ chạy được tốc độ tối đa là 240 km trên giờ. Đó, nếu như chúng ta mà không tuân thủ cái số ở đây mà chúng ta có thể là chạy tốc độ cao hơn thì nó có thể là nó sẽ bị rách lốp, dẫn đến là nổ lốp, gây nguy hiểm, có thể là trơn trượt ngã xe bất cứ lúc nào, cực kỳ là nguy hiểm đó, nếu như chúng ta không nắm được những cái thông số ở đây. Và tiếp theo là anh em sẽ nhìn thấy cho mình chữ lốp Ranger B ở đây. Thì cái lốp Ranger B ở đây thì nó sẽ là xếp cái lượt bố theo là chiều dọc. Còn nếu như cái xe của bạn ở chỗ này nó sẽ ghi là chữ R thì nó sẽ là xếp bố theo chiều ngang. Ở đây thì cái lốp này sẽ là lốp hai bố. Thì chúng ta muốn biết là cái lốp này nó mấy bố thì chúng ta sẽ nhìn được cái dòng này. Ở đây nó sẽ ghi là hai nylon, ở đây nó sẽ là bố nylon anh em nhé. Và cái phần sidewall nó là cái thành của cái lốp này nó cũng có hai lớp. Thì nếu như xe của các bạn mà cái thành này nó không có lớp nào ấy, thì nó sẽ được ghi là không nylon ở đây. Đó. Và tiếp theo là chúng ta sẽ nhìn thấy chữ From Us Only Rotation ở đây, cái chiều mũi tên này. Thì anh em thì biết là người ta đã quy định cái chiều quay của cái lốp này. Đó, người ta sẽ ghi là cái chữ Us Only là chỉ dùng theo một cái chiều quay này. Nếu như chúng ta lắp ngược lại thì nó sẽ rất là nguy hiểm, bởi vì anh em thì biết là trên cái lốp này nó sẽ có một cái mồi nối. Thì người ta đã quy định cái chiều mồi nối đó rồi, thì khi chúng ta lắp lốp vào thì chúng ta sẽ để ý cái chiều mũi tên này sao cho nó quay theo đúng cái chiều quay của cái bánh xe này, là quay tiến về trước, thì cái mũi tên này nó sẽ quay tiến theo cái chiều thuận của cái lốp. Nếu như chúng ta lắp ngược chạy tốc độ cao cực kỳ là dễ bị bong cái mối nối đó, cho nên là cực kỳ gây nguy hiểm cho chúng ta, có thể là sẽ bị té ngã tai nạn. Thì khi chúng ta lắp thì chúng ta sẽ nên tuân thủ theo cái chiều quay của cái lốp này và cái chiều mũi tên ở đây. Và tiếp theo là chúng ta sẽ nhìn thấy cái chữ Dot ở đây. Cái chữ Dot này nó sẽ là chữ viết tắt của Department of Transit. Đó, thì ở đây chúng ta sẽ nhìn thấy là số 21 và 18. Cái Dot này là theo cái cục an toàn giao thông ở bên châu Âu, nhất là bên Mỹ, người ta đã quy định là những cái lốp xe mà nó sản xuất ra nó phải có cái ngày tháng sản xuất. Ở đây thì chúng ta sẽ nhìn thấy là 21 18 ở đây. Thì chúng ta sẽ hiểu là nó sẽ sản xuất vào tuần thứ 21 của năm 2018. Thì khi anh em thì biết là những cái lốp xe này khi mà sản xuất ra thị trường họ phải đánh tuần và đánh năm ở đây. Thì có những cái lô lốp nó bị lỗi đó, thì người ta sẽ căn cứ vào cái số tuần và cái năm sản xuất này để người ta triệu hồi thu hồi về để người ta xử lý. Đó, thì anh em có thể biết là đây là sẽ là cái ngày tháng sản xuất của cái lốp này. Và tiếp theo thì anh em sẽ nhìn cho mình ở đây, nó sẽ có cái chữ Max Loud ở đây là 190 kg. Ở bên dưới này nó sẽ tính theo cái mức là atmosphere là 230 kPa hoặc là 33 psi. Chữ khâu ở đây thì anh em thể biết là cái lốp này là nó sẽ chịu được một cái lực nén tải trọng lớn lên đến là 190 kg, và quy đổi ra cái theo cái tỷ lệ là atmosphere là sẽ là 230 kPa hoặc là 33 psi. Và ở đây nó có cái chữ khâu đây thì anh em thì biết là cái lốp này nó sẽ dành cho lốp đi mùa đông được anh em nhé. Đó, ở thị trường Việt Nam mình ấy thì mùa đông mình nó không lạnh lắm, nhưng mà những cái nước mà châu Âu á thì mùa đông người ta khá là khắc nghiệt. Thì những cái lốp mà có cái chữ khâu đây thì anh em thì biết là sẽ là đi mùa đông nó sẽ tốt này, đi thời tiết lạnh này. Đó, thì cái lốp này sẽ đi thời tiết lạnh thì nó sẽ không bị cứng cái lốp này, thì lốp luôn luôn nó mềm. Đó, thì thường là thị trường Việt Nam mình là cái lốp là nó sẽ lúc nào nó cũng nóng hơn là những nước khác. Rồi, thì vừa qua thì mình đã chia sẻ với anh em cái các cái thông số lốp khô khan ở đây. Và tiếp theo đến một cái phần cực kỳ là quan trọng, thì chúng ta có thể nhìn thấy ở trên cái bộ mâm cũng như là cái bộ vành ở đây, thì chúng ta có thể nhìn thấy ở đây nó sẽ có số là 2.5 DOS ở đây, đúng không ạ?
thì anh em có thể hiểu là cái phục 2.5 ở đây nó sẽ là cái bản vành, nó sẽ là cái bản của cái vành này để lắp cái lốp lên. Thì ở đây sẽ là bản 2.5 thì nó sẽ rơi vào tầm khoảng là 6 mm đó. Thì có nhiều anh em, đặc biệt là những anh em mà thích độ lốp ấy, thì sẽ phải quan tâm đến cái phần này. Và bây giờ là mình sẽ đi sâu vào cái mục là 2.5 ở đây. Thì ví dụ như ở trên cái xe này của mình là lốp trước nó sẽ là 2.5, lốp sau nó sẽ là 3, ở đây sẽ là 3 inch hoặc là 2.50 inch anh em nhé. Đó. Thì cứ mỗi một inch thì anh em nhân với lại 2.5 cm thì nó sẽ là ra cái bản của cái vành này. Và cái phần tiếp theo này là mình sẽ xin phép mình chia sẻ với các anh em. Thì phần đa là nhiều anh em khi mà mua xe hoặc là đi xong một thời gian cái phần lốp này nó mòn đi rồi, thì các anh em hay thay đổi những cái mẫu mã lốp khác, có thể là thương hiệu khác rồi cái hoa ta lông khác, nhưng ít anh em nào để ý đến các cái thông số này, cũng như là để ý đến cái bản vành đó. Cái bản vành là cái phần mà để cái lốp này nó ăn tiếp xúc vào cái phần mép vành ở đây, xem là cái bản vành như thế nó có phù hợp với cái lốp chúng ta thay hay không. Rồi thì bây giờ là chúng ta sẽ đi tiến hành sang cái phần lốp sau. Thì thường là các anh em mà hay chạy những cái chiếc Exciter hay là những cái chiếc Winner đó, thì anh em hay thay đổi kết cấu của cái lốp sau. Ở đây thì anh em thì thấy là cái lốp xe SH của mình nó sẽ có bản là 120/80-16. Thì ở trên những cái chiếc Winner hay là những cái chiếc Exciter của chúng ta nó cũng đều là bản là 120/80 ở đây là -17. Thì có nhiều anh em lại thích thay những cái cỡ lốp là 130/140, thậm chí là 150/80 vẫn là bản vành, vẫn là bản vành 3 inch như thế. Thì mình thấy là nó không nên anh em nhé. Những cái bộ lốp mà đi theo xe này thường là nhà sản xuất người ta đã thiết kế sao cho nó phù hợp và cái độ cân đối với cái xe này nhất. Đó, thì cái việc thay đổi kích thước bản lốp như thế thì nó sẽ dẫn đến một cái hiện tượng cực kỳ khó chịu. Thì có thể là cái lốp to hơn thì khi chúng ta lắp vào cái vành nhỏ thì cái lốp nó nở ra không đều, nó bị bóp cái lốp. Thì anh em thì biết là cái bề mặt lốp này nó sẽ là cong đều. Đó, thì khi chúng ta đi đường phẳng cũng như là chúng ta ôm cua thì cái bề mặt này nó cong đều, nó sẽ có cái góc lái đẹp, mượt mà. Còn nếu như chúng ta thay những cái lốp mà có bản này to quá thì vào những cái vành nhỏ này thì cái lốp nó sẽ bị bóp, thì phần này nó sẽ lồi đỉnh lên. Như thế thì khiến cho cái lốp này nó sẽ không cân tròn đều. Thì chúng ta đi khi vào ôm cua nó cực kỳ là nguy hiểm, nó rất là dễ ngã anh em nhé. Và những cái xe mà độ lốp, cái bản lốp nó to như thế mà khi chúng ta lắp vào những cái vành nhỏ này thì đi nó sẽ không bằng những cái lốp zin ở trên xe đâu. Thì mình thấy là có rất nhiều anh em, nhất là anh em chạy X150 ấy, thường là mua xe về phát là lắp những cái đôi vỏ khác vào luôn. Thì ok, nếu như chúng ta có điều kiện thì chúng ta có thể lên được những cái cặp vỏ ngon hơn. Ví dụ như ở đây là cái lốp theo xe của mình là lốp IRC, thì chúng ta có thể lên những cái cặp vỏ là Michelin này hay là Dunlop này. Thì cái thương hiệu Michelin cũng như là thương hiệu Dunlop thì nó là nổi tiếng trên toàn thế giới rồi, được rất nhiều các cái dòng xe mô tô phân khối lớn thì người ta lắp theo xe rồi. Tìm đến những cái thương hiệu lớn như thế để gắn lên những cái chiếc xe của chúng ta thì nó sẽ mang cái độ an toàn, độ yên tâm khi chúng ta đi trên những cái cung đường dài hay là những cái cung đường ngắn, thì nó sẽ tăng cái độ ma sát bám đường hơn là những cái lốp xe mà có thiết kế của những cái thương hiệu thấp cấp hơn đó. Thì cái vấn đề chính ở đây chính là nếu như anh em muốn tăng cái kích thước của cái lốp này, có nghĩa là tăng kích thước của cái bản lốp này, thì anh em phải nên tuân thủ những cái chỉ số chung ở đây để nó đảm bảo cái tính an toàn cho chúng ta. Ví dụ là cái xe này nó được thiết kế cái lốp này sẽ là bản 120/80-16 để lắp vào cái vành này. Thì nếu như chúng ta muốn lắp lên lốp 140 ở đây thì cái bản vành này chúng ta phải nâng cấp cái bản vành lên. Ví dụ ở đây là cái xe này của mình nó là bản 3 inch. Đó, thì chúng ta phải nâng cấp cái vành này lên sao cho nó to, tương ứng phù hợp với lại cái bản 140 ở đây. Đó, thì chúng ta hãy nên làm như thế. Chứ nếu như chúng ta vẫn giữ cái bản vành zin ở trên xe mà chúng ta thay đổi cái kích thước lốp này, thứ nhất là nó gây cho cái xe của chúng ta đi nó có phần là nặng nề hơn là do cái phần lốp nó to hơn, nó nặng hơn, nó sẽ gây hao xăng hơn. Cộng với cái việc là chúng ta lắp cái sai lốp như thế, nó không đúng vào cái vành này, thì đương nhiên là cái phần bề mặt lốp này nó nở ra không đẹp đó.
Hoặc là có nhiều anh em thì thấy là đi cái lốp này có vẻ là nặng này, thích chạy tốc độ cao thì anh em lại chọn những cái bản lốp nó nhỏ hơn như thế. Thì cái bản lốp nhỏ hơn như thế thì đồng nghĩa với cái việc là cái xe của chúng ta sẽ giảm trọng lượng đi vì cái lốp nó nhỏ hơn. Nhưng anh em lại không hiểu là nếu như chúng ta chọn những cái size lốp nó nhỏ hơn thì đồng nghĩa với việc như vậy là cái bản vành của chúng ta nó sẽ phải nhỏ hơn để nó phù hợp với cái lốp đó. Nếu như chúng ta vẫn cứ giữ nguyên cái bản vành này mà chúng ta lắp cái lốp nhỏ thì có thể là cái phần tanh ở đây nó sẽ bị bung ra, bởi vì là cái lốp đó nó sẽ bắt rất là mớm so với lại cái lốp zin ở trên xe. Cái lốp zin ở trên xe thì anh em thì thấy là cái đường gân ở đây so với cái đường vành nó gần như là khít vào đây. Còn nếu như anh em lắp cái lốp nhỏ hơn thì cái đường gân ở đây nó sẽ chạy rất là xa. Nếu như anh em chạy ở tốc độ cao mà trời nắng ấy, nó nóng lên thì có thể nó sẽ bị bật cái phần lốp này ra, cực kỳ là nguy hiểm. Đó thì là ở clip này thì mình muốn chia sẻ một đôi điều đối với anh em khi mà anh em muốn lên học hạ vỏ lốp sao cho nó phải phù hợp và hợp lý. Đó thì clip này thì mình chia sẻ một tí thôi. Thì bây giờ nó cũng còn nắng rồi, 10 giờ rồi thì mình cũng dừng video ở đây để mình về mình render video để chia sẻ với anh em. Đó thì mình quay một vòng cái khu vực mình làm video hôm nay. Thực ra hôm nay là mình đi chủ yếu là mình thay đổi không khí thôi. Đó. Vâng, xin chào, hẹn gặp lại, mình là Kim Mô Tu. Clip này thì mình chia sẻ vui vui với anh em trên cái quãng đường đi của mình. Thì hôm nay là mình đi đổi gió. Vâng, xin chào, hẹn gặp lại, mình là Kim Mô Tu.